Chào. Đã quay lại. Đã quay lại rồi thằng. Quay lại. Quay trước. Có bún tiêu nè. Bác là gì tăng cho chào hành giao. Chích nấu chào hành giao. Có nộm chua. Không, tại sao là còn đụng chua? Tại mình làm ở nhà nó mới ngon vậy. Cái trái chùm ruột tươi với ông ngoài chợ. Nè, ông ngoài chợ nó làm ngọt ngay. Một là đường tinh, hai là nó để đựng cho lâu. Còn mình là một hai ngày là bán hết. Nè, trộn tí nước mắm vô. Được, mình lượm khi nào về. Bọn em mua đi. Ship gì? Có tiền được. Cái con cái gì nó cái nhà. Bây giờ nè, chừng nào về? Chiều mai con đảo xong. Bây giờ con đảo rồi. Con đảo xong rồi về ghé đây. Vậy mà mấy hot boy này vô kêu cửa, bây giờ chị em mới đi tắm rửa, chị em mới ra chào hè mọi người. Ai nó kêu mày đẹp? Ủa tại sao bằng đi toàn là thanh niên không mình đeo ở nhà là tắm sao dễ quậy không? Cái này là chỉ tâm rồi.
Không mà